chị thưa toàn thể hôn. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn tiếng hát của nam ca sĩ Minh Hiếu. Xin quý vị một tràng pháo tay để đón mời ca sĩ Minh Hiếu. Vâng, lời đầu tiên xin chân trọng chú Hiếu gửi lời chào được trân trọng nhất đến toàn thể hồi hôn, gửi lời chúc trân trọng và chúc anh con Dũng và chị Thị Phượng có một mùa tràn ngập niềm vui và hạnh phúc được đầu bạc ra mắt, và để tái hiện lại những một cái thời, một giai đoạn, một tuổi trẻ đã đi qua của hai người để mà có được ngày hôm nay. Tình yêu của tuổi trẻ thì luôn luôn có những giận hờn, hờn dỗi, thậm chí là giận hờn vu vơ vô cớ thôi, đúng không? Nhưng mà đàn ông con trai chúng tôi thì luôn luôn có một câu nói rằng là cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Đàn ông con trai chúng tôi thì đa tình nhưng không bừa bãi, phải không ạ? Và cho dù em có thế nào đi chăng nữa vẫn yêu. Và đến ngày hôm nay đó là một minh chứng cho lời nói của tôi. Và xin mời chị bạn cùng ôn lại quá khứ một thời giận hờn của đôi yên ương trong ngày hôm nay với tác phẩm Mất Từ Đây Nửa Vầng Trăng. Chị bạn lắng nghe. Yeah.
Wow.
chảy ra, nước chân nguồn thì chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn thì vững chãi ngàn đời. Vâng, sau đây bên họ nhà trai có đôi lời để đáp lại những tấm lòng yêu thương của họ nhà gái. Vâng, xin mời vị đại diện của nhà trai vì con vì cháu dặn vài đôi câu chúc cho hạnh phúc dài lâu, trăm năm hạnh phúc đến khi bắt đầu răng nồng. Xin mời vị đại diện của nhà trai. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay. Vâng, xin mời vị đại diện của nhà trai. Xin mời. Trong quá trình thời gian dài, cháu Dũng và cháu Phương yêu thương tìm hiểu và đến sự nhất trí làm lễ thành hôn. Được sự nhất trí của hai bên gia đình và hai chính quyền địa phương và gia đình nhà trai, chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt, và hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Kể từ ngày hôm nay, cháu Dũng và cháu Phương chính thức là vợ và chồng của nhau, và cũng là con dâu của ông bà và cháu con rể của ông bà, và là cháu rể của hai họ. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, ông đại diện nhà gái và toàn thể các vị khách quý vui vẻ hạnh phúc.